Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì có một cái câu chuyện và tôi tư vấn cho một người bạn, và tôi muốn đưa cái câu chuyện này lên cho quý vị và các bạn với cái tên vợ có thai không được ly hôn nhé các anh. Vui lắm. Vì vấn đề nằm ở chỗ kiến thức pháp luật của Việt Nam mình rộng mà rất là nhiều. Luật thì thay đổi update thường mà ngay cả chính bản thân luật sư cũng không biết luôn. Không phải là không biết, nhưng chúng tôi vẫn biết những cái vấn đề rất là cơ bản. Như là trước đây có một cô bạn, bà bảo với tôi rằng là nghiên cứu giùm bạn một cái lĩnh vực về công ty gì đó. Thì bạn bảo với tôi rằng là với quy định cổ phần bao nhiêu phần trăm, với cái tỷ lệ góp vốn bao nhiêu từng trăm thì được quyền định đoạt. Tôi bảo với bạn rằng tôi có thể nghiên cứu được, nhưng tôi vẫn cần cái thời gian. Bạn bảo rằng là không, mình phải trả lời liền. Thậm chí có một bạn hỏi tôi vậy chữ rằng là Thu nói cho anh biết đi, một cái văn bản về án treo, đối với vụ việc về án treo. Tôi bảo cho tôi thời gian là 2 ngày. Bạn bảo không được đâu, cho Thu thời gian là một nút nhạc là 1 giờ. Tôi bảo không, thực ra tôi không đủ thời gian quý vị và các bạn. Những người nào đó bảo rằng là có thể enter ra vì làm nhiều. Còn vấn đề nằm ở chỗ sang một cái lĩnh vực mới thì thật sự ra chúng ta phải nghiên cứu thôi. Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề chính của bạn, trở lại vấn đề chính của mình nha. Vợ có thai, quý ông không được ly hôn. Đây là quy định được quy định rõ trong luật hôn nhân và gia đình nhé. Tôi có một người bạn từ thời phổ thông, quý vị và các bạn ạ. Thì nói chung là vì nhiều cái vấn đề cho nên về không gian, về thời gian cũng không gặp nhau. Mà tình cờ thì tôi gặp bạn trên tòa, thì cũng mang máng, tại vì bạn bè từ cái thuở cấp 2, cấp 1, cấp 2 cho nên cũng mang máng gặp nhau. Nhưng mà bạn cũng ngại ngại. Thì sau đó mới hàn huyên tâm sự, kéo ra quán cà phê. Bạn bảo với tôi rằng là bạn đang chuẩn bị ly hôn. Tôi nghe bạn kể về câu chuyện của bạn. Bạn bảo rằng là bạn cũng vừa kết hôn, hôn nhân của bạn nó có những cái mâu thuẫn về cái lối sống, về quan niệm sống, cái sự chênh lệch về tuổi tác giữa bạn và người vợ, về cái nôi của cái gia đình và nhiều cái vấn đề khác. Và khi tôi nói rằng bạn đã chọn cái con đường lên thọ rồi thì tôi theo bạn thôi. Thưa quý vị và các bạn, bạn bảo với tôi rằng nếu cứ tiếp tục duy trì một cái cuộc sống hôn nhân thì rõ ràng nó không mang lại cho bạn cái hạnh phúc, mà cũng không mang lại cho người vợ của bạn một cái hạnh phúc. Và tôi cho rằng những cái quyết định của bạn là hoàn toàn chính đáng. Trong cái quá trình hành nghề của tôi cũng hơn 10 năm, cái tỷ lệ tư vấn về ly hôn nó chiếm một cái số lượng nhiều lắm, nhiều nhất trong tất cả các vụ kiện ly hôn là nhiều nhất, rồi tới dân sự, rồi mới tới hình sự, rồi mới tới những cái loại dịch vụ, những cái loại tranh chấp khác. Thì hàn huyên tâm sự thì bạn bảo với tôi rằng là bạn và vợ bạn đó cũng có một cái tài sản nhỏ. Tuy nhiên rằng là tôi cũng động viên, tôi bảo nếu như trong trường hợp mà bạn đi khởi kiện về cả cái tài sản thì cái vụ việc nó sẽ kéo dài và cái tinh thần của bạn nó sẽ mệt mỏi. Và tôi cũng tư vấn cho bạn về vấn đề là trong cái việc ly hôn
thì nó có ba mối quan hệ tranh chấp, quý vị và các bạn ạ. Chúng ta sẽ có thứ nhất là về nhân thân, thứ hai là vấn đề tài sản, thứ ba là vấn đề con chung. Thì bạn bảo với tôi rằng là, thú thật với bạn Thu rằng là mình cũng lập gia đình với vợ mới được có vài năm mà cũng chưa có con. Còn về tài sản thì chúng mình cũng có một cái số tài sản, cái phương tiện để mà di chuyển thôi. Thì toàn bộ là đứng tên mình, cho nên mình cũng muốn kiện để mình lấy lại. Còn con thì lại không có, cho nên thì thôi, mình chỉ khởi kiện đã một cái duy nhất là ly hôn thôi. Trong cái quá trình mà thụ lý giải quyết đó quý vị và các bạn, thì cái cô vợ của bạn đã đưa ra cho tòa án một cái giấy siêu âm. Trong cái giấy siêu âm cô bảo rằng cô vẫn còn thương chồng. Và trong cái giấy siêu âm này có cái kết luận là có baby. Tôi cũng không có chuyên về cái lĩnh vực. Tuy nhiên và trong hai lần thì sinh nở thì tôi cũng có biết cái phiếu siêu âm đó có một cái thai tương đương với mấy tháng gì đó. Và quý vị và các bạn biết rồi, các anh nộp đơn mà gặp ngay cái phiếu siêu âm thì chắc chắn là cái việc ly hôn của tòa sẽ không thể chấp nhận. Vì quý vị và các bạn biết không, để bảo vệ ba mẹ và trẻ em, và cái điều đó đã quy định hẳn trong quy định của luật, và tí nữa tôi sẽ ghi ở phía dưới cho quý vị và các bạn. Ông không được ly hôn khi vợ có thai, nhưng vợ được quyền ly hôn khi mình đang mang thai. Có công bằng không quý vị? Tôi không nói là công bằng hay không công bằng để tránh những cái xung đột về giới tính. Tôi chỉ nói rằng cái việc mà vợ đang có thai, người chồng không được ly hôn, việc này đã được thể hiện và ghi rõ trong quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 nha. Không phải là luật sư nói đâu, mà không có một cái sự phân biệt giữa người nam, người nữ, phụ nữ, nam, phụ nữ. Không có một cái sự phân biệt về giới tính đâu quý vị và các bạn. Nhưng có lẽ rằng luật có dữ liệu một số những cái tình huống. Trong trường hợp này, nếu bé sinh ra thì cái thai, cái đứa bé nó sẽ không có giấy khai sinh, dẫn đến cái đứa bé nó sẽ như thế nào. Và có lẽ là cái đặc tính sinh lý, tâm lý của mấy người phụ nữ khó chịu ở cái giai đoạn này. Và ngoài ra, ở cái lứa tuổi này thì người ta đang mang thai, thì cái nhu cầu của người nam cũng có. Tôi không biết, tôi chỉ đoán. Và tôi chỉ biết cái việc đoán đó có thể là đúng hay sai, nhưng cái việc mà luật dữ liệu thẳng ở trong luật là có nha quý vị và các bạn. Và thế là quý vị và các bạn biết không, tòa đã bác yêu cầu khởi kiện của người chồng, người bạn tôi, dẫn đến cái trường hợp là tòa không chấp nhận, nộp đơn ly hôn, tòa không chấp nhận. Buồn chứ, buồn không quý vị và các bạn? Buồn chứ. Anh bảo với tôi, cho dù đứa bé có sinh ra hay không sinh ra thì tôi cũng không thể chấp nhận sống với người vợ có những cái kỹ năng, có những cái thái độ như vậy. Tôi bảo chứ, thôi theo bạn thì như vậy là xấu, còn mình thì mình tiếp xúc nhiều, mình nghĩ nó cũng bình thường thôi, do bạn nghiêm trọng hóa vấn đề. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái video này thì tôi tặng cho quý ông, quý anh, quý đàn ông nói chung, vợ
đang có thai, vợ đang mang thai, quý ông không có quyền nộp đơn ly hôn. Nếu quý vị và các bạn muốn biết quy định của pháp luật về luật hôn nhân và gia đình đối với trong trường hợp này thì tôi có để lại ở phía dưới cái đường link để quý vị và các bạn tiện tham khảo thêm. Thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta với mong muốn là tất cả những cái kiến thức tặng cho quý vị và các bạn là những cái kiến thức cơ bản mà trong cái quá trình hành nghề luật sư có được thông qua bạn bè, thông qua khách hàng, thông qua những cái kinh nghiệm sống, thông qua những cái lần mà luật sư đi nghe cái câu chuyện của cái người nộp đơn nữa, để mà tôi hệ thống hóa lại để đưa ra trong cái câu chuyện Dân ta phải biết luật ta. Mong tặng quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi liên quan thì quý vị và các bạn hãy chọn cái khung giờ từ 8 giờ đến 9 giờ sáng thông qua những cái phương tiện truyền thông để gọi điện thoại đến cho tôi. Hàng ngày tôi sẽ cố gắng giúp quý vị và các bạn, và biết đâu trong cái câu chuyện tư vấn của quý vị và các bạn đó là sẽ là những cái câu chuyện mà tôi sẽ mã hóa những cái thông tin đưa đến cho cộng đồng, để chúng ta có một cái dịp phân tích mổ xẻ của chuyên gia, những người luật sư am hiểu về pháp luật. Tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Xin trân trọng cảm ơn.